Và quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản chủ lực của từng địa phương nói riêng luôn đóng một vai trò quan trọng giúp khẳng định thương hiệu và chất lượng sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế. Do vậy, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã không ngừng xây dựng phát triển nhãn hiệu hàng hóa, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh, góp phần tạo động lực sản xuất bền vững. Từ xa xưa, nhãn lồng được biết đến như một sản vật nổi tiếng, là niềm tự hào của người Hưng Yên. Khác với nhãn trồng ở các tỉnh thành khác, nhãn lồng Hưng Yên có đặc điểm hình thái nổi bật và dễ nhận biết với quả tròn, vỏ mỏng, cùi quả dày và ráo nước, vị ngọt đậm, tuy nhiên trước đây người dân thường trồng và chăm sóc nhỏ lẻ chất lượng quả không đồng đều và thị trường tiêu thụ bấp bênh khi được mùa thì mất giá mà được giá thì mất mùa vì vậy việc xây dựng nhãn hiệu nhãn lồng hưng yên được coi là bước đi bền vững giúp người trồng nhãn bảo vệ và khẳng định thương hiệu nhãn tiến vua của hưng yên Bên cạnh đó, năm 2017, Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhãn lồng hương yên. Giới hạn vùng phân bố chỉ dẫn địa lý được xác định gồm 64 xã phường, thị trấn thuộc các huyện Quái Châu, Kim Động, Tiên Lữ và thành phố Hương Yên. Đây là sản phẩm đầu tiên của tỉnh được cấp chỉ dẫn địa lý qua việc xây dựng nhãn hiệu và bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã giúp cho người trồng nhãn gặp nhiều thuận lợi khi đưa quả nhãn ra thị trường, đồng thời cũng giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, kiểm tra mã vạch từng sản phẩm. Cái nhãn hiệu hàng hóa là cái rất quan trọng. Làm ra sản phẩm rồi nhưng phải có cái nhãn hiệu, phải có những cái mà được chứng chỉ công nhận để cho cái bản quyền đó đi đến đâu và ở chỗ nào cũng có mang tính chất đặc thù của Hưng Yên. Cùng với nhãn lồng, mật ong hoa nhãn là sản phẩm thiên nhiên ban tặng cho Hương Yên. Với lợi thế là vùng trồng nhãn lớn với tổng diện tích trên 4.500 hecta nhãn cho thu hoạch mỗi năm, tiềm năng để phát triển nghề nuôi ong lấy mật ở đây là rất lớn. Việc nuôi ong mang lại lợi nhuận bình quân mỗi năm đạt từ 2 đến 4 triệu đồng một đàn ong tùy loại. Tuy nhiên, dù là đặc sản nổi tiếng cùng với nhãn lồng mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng những năm trước đây, mật ong hoa nhãn vẫn chưa thực sự chiếm lĩnh được thị trường, dễ bị nhầm lẫn với các loại mật ong hoa vải hay mật ong hoa cà phê. Năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động xây dựng dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận mật ong hoa nhãn Hưng Yên, triển khai với sự tham gia của nhiều đơn vị liên quan, từ đó xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và được pháp luật bảo hộ. Trước mắt là cái sự sản lượng của mật ong chúng tôi bán tăng rất nhiều lần cấp năm có 10 lần đấy hai nữa là cái, cái nội dung các cửa hàng trong toàn thành phố chúng tôi tăng lên trước có một cửa hàng thôi nhưng giờ có hàng chục cửa hàng thế mà mình bán rất rộng ba nữa là cái, lúc có thương hiệu thì, thì mình có những các cái thông tin không phải trong hưng yên mà cả các tỉnh bạn rồi là ra cả nước ngoài ra cái giá trị thương hiệu mình cảm thấy quý vô cùng luôn Hiện nay, thương hiệu được coi là tài sản trí tuệ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Nhận thấy tầm quan trọng đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều chương trình dự án hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất và đời sống để mạnh hoạt động đổi mới, sáng tạo, gắn với bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đến nay, tỉnh ta có 23 sản phẩm chủ lực, nổi tiếng của tỉnh đã và đang được xây dựng, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tiêu biểu như chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho sản phẩm nhãn lồng, quất cảnh văn giang, chuối tiêu hồng Quế châu, gà đông tảo, vải lai chiến sớm, phù cử, vải trứng Hưng Yên, cam Hưng Yên mật ong hoài nhãn, chạm bạc huệ lai, rượu lạc đạo, nghệ trí tân, khoái châu, hoa xuân quan, nếp thơm hương yên. Trong tháng tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tạo lập, quản lý và phát triển các cái nhãn hiệu đã và đang bảo hộ cho 23 cái sản phẩm chủ lực và đặc sản của tỉnh, làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá các cái giá trị của cái việc bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu hàng hóa đến các cấp các ngành và người dân, đặc biệt là những người dân trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh các cái sản phẩm chủ lực của tỉnh. Làm sao chúng ta giữ được cái uy tín và danh tiếng của các sản phẩm đã đăng ký bảo hộ, khảo sát để chúng ta tiếp tục tạo lập mà đăng ký bảo hộ đối với các sản phẩm có giá trị kinh tế cao của tỉnh, xúc tiến cái việc là đăng ký một số các sản phẩm chủ lực của tỉnh ra cái đăng ký ở các thị trường nước ngoài. Trong nền kinh tế hàng hóa, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là vô cùng quan trọng, tạo sự yên tâm cho người sản xuất và tiêu dùng. Do vậy, việc xây dựng thương hiệu và bảo vệ phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh luôn là một nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản hương yên với thị trường trong nước và quốc tế. Chuyên mục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.